22. Phẩm Thiên Đế. Lúc bấy giờ có bốn đại thiên vương ở thế giới ba lần ngàn này, cùng với vô lượng trăm ngàn vô số ước thiên chúng trong tứ đại thiên ấy đều cùng đến nhóm họp. Có thiên đế ở thế giới ba lần ngàn này, cùng vô lượng trăm ngàn vô số ước thiên chúng cõi trời ba ba cùng đến nhóm họp. Có thiên vương thiện thời phần ở thế giới ba lần ngàn này, cùng vô lượng trăm ngàn vô số ước thiên chúng cõi thiện thời phần đều cùng đến nhóm họp. Có thiên vương diệu hỷ túc ở thế giới ba lần ngàn này, cùng vô lượng trăm ngàn vô số ước thiên chúng ở cõi hỷ túc cùng đến nhóm họp. Có thiên vương lạc biến hóa ở thế giới ba lần ngàn này, cùng với vô lượng trăm ngàn vô số ức thiên chúng ở cõi lạc biến hóa đến nhóm họp. Có thiên vương tự tại ở thế giới ba lần ngàn này, cùng với vô lượng trăm ngàn vô số ức thiên chúng cõi tha hóa tự tại đều đến nhóm họp. Có thiên vương đại phạm ở thế giới ba lần ngàn này, cùng với vô lượng trăm ngàn vô số ức thiên chúng cõi sơ tịnh lự đều đến nhóm họp. Có cực quang tịnh thiên ở thế giới ba lần ngàn này, cùng với vô lượng trăm ngàn vô số ước thiên chúng cõi đệ nhị tịnh lự đều đến nhóm họp. Có biến tịnh thiên ở thế giới ba lần ngàn này, cùng với vô lượng trăm ngàn vô số ước thiên chúng cõi đệ tam tịnh lự đều đến nhóm họp. Có quảng quả thiên ở thế giới ba lần ngàn này, cùng với vô lượng trăm ngàn vô số ước thiên chúng cõi đệ tứ tịnh lự đều đến nhóm họp. Có sắc kiếu cánh thiên ở thế giới ba lần ngàn này, cùng với vô lượng trăm ngàn vô số ức thiên chúng cõi tịnh cư đều đến nhóm họp. Các thiên chúng ấy đều do thắng nghiệp mà có được ánh sáng nơi diệu thân, so với hào quang thường tỏa ra nơi thân Như Lai thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến trăm ngàn vô số ức phần cũng chẳng bằng một. Cứ như vậy, phần kể đếm, phần tính toán, phần thí dụ, cho đến phần ô ba ni sát đàm, phần cực số, đều chẳng bằng một. Vì sao? Vì hào quang thường tỏa chiếu nơi thân Như Lai chói sáng rực rỡ đối với các loại ánh sáng khác. Nó là tối tôn, tối thắng, tối cực, tối diệu, không gì so sánh, không gì ngang bằng, vô thượng đệ nhất, che mở ánh sáng của chư thiên, khiến chẳng hiện rõ, giống như sắc đen đối với vàng ở châu thiệm bộ. Khi ấy trời đế thích bạch thiện hiện. Nay chư thiên ở cõi dục, cõi sắc, trong thế giới ba lần ngàn này, tất cả đều đến tụ tập, đều khao khát, muốn nghe Đại Đức tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Đại Đức, cái gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát? Thế nào là Đại Bồ Tát nên trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thế nào là Đại Bồ Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa? Cụ thọ thiện hiện bảo Đế Thích, hay thay kiểu thi ca, chư thiên các ông hãy lắng nghe, ta sẽ nương thần lực của Phật thuận theo ý Như Lai. Vì các Đại Bồ Tát tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, kiểu thi ca như chỗ nên trụ và chỗ nên học của Đại Bồ Tát, chư thiên các ông vị nào chưa phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột thì nay đều nên phát kiểu thi ca. Nếu ai vào chánh tánh ly sanh của thanh văn độc giác thì chẳng thể phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì đối với dòng sanh tử họ đã làm ngăn cách. Trong đó nếu có ai có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột mà phát tâm hướng đến thì ta cũng tùy hỷ. Vì sao? Vì đối với các vị sĩ phu tối thắng thì nên cầu thượng pháp. Đối với hữu tình tối diệu thiên ta chẳng làm trở ngại. Kiểu thi ca, ông hỏi cái gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát? Hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy sắc là vô thường, tư duy thọ tưởng hành thức là vô thường, tư duy sắc là khổ, tư duy thọ tưởng hành thức là khổ, tư duy sắc là vô ngã, tư duy thọ tưởng hành thức là vô ngã, tư duy sắc là bất tịnh, tư duy thọ tưởng hành thức là bất tịnh, tư duy sắc là không, tư duy thọ tưởng hành thức là không, tư duy sắc là vô tướng, tư duy thọ tưởng hành thức là vô tướng, tư duy sắc là vô nguyện, tư duy thọ tưởng hành thức là vô nguyện, tư duy sắc là tịch tịnh, tư duy thọ tưởng hành thức là tịch tịnh, tư duy sắc là viễn ly, tư duy thọ tưởng hành thức là viễn ly, tư duy sắc như bịnh, tư duy thọ tưởng hành thức như bịnh, tư duy sắc như ung nhọt, tư duy thọ tưởng hành thức như ung nhọt, tư duy sắc như mũi tên, tư duy thọ tưởng hành thức như mũi tên, tư duy sắc như ghẻ lở, tư duy thọ tưởng hành thức như ghẻ lở, tư duy sắc là nóng bức,
tư duy thọ tưởng hành thức là nóng bức, tư duy sắc là bức bách, tư duy thọ tưởng hành thức là bức bách, tư duy sắc là bại hoại, tư duy thọ tưởng hành thức là bại hoại, tư duy sắc là suy tàn, tư duy thọ tưởng hành thức là suy tàn, tư duy sắc là biến động, tư duy thọ tưởng hành thức là biến động, tư duy sắc là chóng diệt, tư duy thọ tưởng hành thức là chóng diệt, tư duy sắc là đáng sợ, tư duy thọ tưởng hành thức là đáng sợ, tư duy sắc là đáng chán, tư duy thọ tưởng hành thức là đáng chán, tư duy sắc có tai ương, tư duy thọ tưởng hành thức có tai ương, tư duy sắc có tai họa, tư duy thọ tưởng hành thức có tai họa, tư duy sắc có ôn dịch, tư duy thọ tưởng hành thức có ôn dịch, tư duy sắc có phong hủy, tư duy thọ tưởng hành thức có phong hủy, tư duy sắc tánh là chẳng an ổn, tư duy tánh của thọ tưởng hành thức là chẳng an ổn, tư duy sắc chẳng đáng tin cậy, tư duy thọ tưởng hành thức chẳng đáng tin cậy, tư duy sắc là vô sanh vô diệt, tư duy thọ tưởng hành thức là vô sanh vô diệt, tư duy sắc là vô nhiễm vô tịnh, tư duy thọ tưởng hành thức là vô nhiễm vô tịnh, tư duy sắc là vô tác vô vi, tư duy thọ tưởng hành thức là vô tác vô vi. Thì này kiều thi ca, đó là bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát. Kiều thi ca, nếu đại bồ tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy nhãn xứ là vô thường, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô thường, tư duy nhãn xứ là khổ, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là khổ, tư duy nhãn xứ là vô ngã, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô ngã, tư duy nhãn xứ là bất tịnh, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là bất tịnh, tư duy nhãn xứ là không, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, tư duy nhãn xứ là vô tướng, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô tướng, tư duy nhãn xứ là vô nguyện, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô nguyện, tư duy nhãn xứ là tịch tịnh, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là tịch tịnh, tư duy nhãn xứ là viễn ly, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là viễn ly, tư duy nhãn xứ như bệnh, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như bệnh, tư duy nhãn xứ như ung nhọt, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như ung nhọt, tư duy nhãn xứ như mũi tên, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như mũi tên, tư duy nhãn xứ như ghẻ lở, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ như ghẻ lở, tư duy nhãn xứ là nóng bức, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là nóng bức, tư duy nhãn xứ là bức bách, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là bức bách, tư duy nhãn xứ là bại hoại, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là bại hoại, tư duy nhãn xứ là suy tàn, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là suy tàn, tư duy nhãn xứ là biến động, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là biến động, tư duy nhãn xứ là chóng diệt, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chóng diệt, tư duy nhãn xứ là đáng sợ, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là đáng sợ, tư duy nhãn xứ là đáng chán, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là đáng chán, tư duy nhãn xứ có tai ương, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có tai ương, tư duy nhãn xứ có tai họa, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có tai họa, tư duy nhãn xứ có ôn dịch, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có ôn dịch, tư duy nhãn xứ có phong hủy, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có phong hủy, tư duy tánh của nhãn xứ là chẳng an ổn, tư duy tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng an ổn, tư duy nhãn xứ chẳng đáng tin cậy, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng đáng tin cậy, tư duy nhãn xứ là vô sanh vô diệt, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô sanh vô diệt, tư duy nhãn xứ là vô nhiễm vô tịnh, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô nhiễm vô tịnh, tư duy nhãn xứ là vô tác vô vi, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô tác vô vi. Thì này kiều thi ca, đó là bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát. Kiều thi ca, nếu đại bồ tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy sắc xứ là vô thường, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là vô thường, tư duy sắc xứ là khổ, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là khổ, tư duy sắc xứ là vô ngã, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là vô ngã, tư duy sắc xứ là bất tịnh, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là bất tịnh, tư duy sắc xứ là không, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là không, tư duy sắc xứ là vô tướng, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là vô tướng, tư duy sắc xứ là vô nguyện, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là vô nguyện,
tư duy sắc xứ là tịch tịnh, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là tịch tịnh, tư duy sắc xứ là viễn ly, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là viễn ly, tư duy sắc xứ như bệnh, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ như bệnh, tư duy sắc xứ như ung nhọt, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ như ung nhọt, tư duy sắc xứ như mũi tên, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ như mũi tên, tư duy sắc xứ như ghẻ lở, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ như ghẻ lở, tư duy sắc xứ là nóng bức, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là nóng bức, tư duy sắc xứ là bức bách, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là bức bách, tư duy sắc xứ là bại hoại, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là bại hoại, tư duy sắc xứ là suy tàn, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là suy tàn, tư duy sắc xứ là biến động, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là biến động, tư duy sắc xứ là chóng diệt, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là chóng diệt, tư duy sắc xứ là đáng sợ, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là đáng sợ, tư duy sắc xứ là đáng chán, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là đáng chán, tư duy sắc xứ có tai ương, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ có tai ương, tư duy sắc xứ có tai họa, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ có tai họa, tư duy sắc xứ có ôn dịch, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ có ôn dịch, tư duy sắc xứ có phong hủy, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ có phong hủy, tư duy tánh của sắc xứ là chẳng an ổn, tư duy tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là chẳng an ổn, tư duy sắc xứ chẳng đáng tin cậy, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng đáng tin cậy, tư duy sắc xứ là vô sanh vô diệt, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là vô sanh vô diệt, tư duy sắc xứ là vô nhiễm vô tịnh, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là vô nhiễm vô tịnh, tư duy sắc xứ là vô tác vô vi, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ là vô tác vô vi. Thì này kiểu thi ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy nhãn giới là vô thường, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô thường. Tư duy nhãn giới là khổ, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là khổ. Tư duy nhãn giới là vô ngã, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô ngã. Tư duy nhãn giới là bất tịnh, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh. Tư duy nhãn giới là không, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Tư duy nhãn giới là vô tướng, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô tướng. Tư duy nhãn giới là vô nguyện, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện. Tư duy nhãn giới là tịch tịnh, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh. Tư duy nhãn giới là viễn ly, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là viễn ly. Tư duy nhãn giới như bệnh, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như bệnh. Tư duy nhãn giới như ung nhọt, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như ung nhọt. Tư duy nhãn giới như mũi tên, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như mũi tên. Tư duy nhãn giới như ghẻ lở, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như ghẻ lở. Tư duy nhãn giới là nóng bức, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là nóng bức. Tư duy nhãn giới là bức bách, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là bức bách. Tư duy nhãn giới là bại hoại, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là bại hoại. Tư duy nhãn giới là suy tàn, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là suy tàn. Tư duy nhãn giới là biến động, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là biến động. Tư duy nhãn giới là chóng diệt, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là chóng diệt. Tư duy nhãn giới là đáng sợ, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đáng sợ.
tư duy nhãn giới là đáng chán, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là đáng chán, tư duy nhãn giới có tai ương, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có tai ương, tư duy nhãn giới có tai họa, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có tai họa, tư duy nhãn giới có ô dịch, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có ô dịch, tư duy nhãn giới có phong hủi, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có phong hủi. Tư duy tánh của nhãn giới là chẳng an ổn. Tư duy tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là chẳng an ổn. Tư duy nhãn giới chẳng đáng tin cậy. Tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng đáng tin cậy. Tư duy nhãn giới là vô sanh. Tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô sanh, vô diệt. Tư duy nhãn giới là vô nhiễm vô tịnh, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm vô tịnh. Tư duy nhãn giới là vô tác vô vi, tư duy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô tác vô vi. Thì này kiểu thi ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy nhĩ giới là vô thường, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô thường, tư duy nhĩ giới là khổ, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là khổ, tư duy nhĩ giới là vô ngã, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô ngã, tư duy nhĩ giới là bất tịnh, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh. Tư duy nhĩ giới là không, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, tư duy nhĩ giới là vô tướng, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, tư duy nhĩ giới là vô nguyện, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, tư duy nhĩ giới là tịch tịnh, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh, tư duy nhĩ giới là viễn ly, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, tư duy nhĩ giới như bệnh, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như bệnh, tư duy nhĩ giới như ung nhọt, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như ung nhọt, tư duy nhĩ giới như mũi tên, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như mũi tên, tư duy nhĩ giới như ghẻ lở, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra như ghẻ lở, tư duy nhĩ giới là nóng bức, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là nóng bức, tư duy nhĩ giới là bức bách, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là bức bách, tư duy nhĩ giới là bại hoại, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là bại hoại, tư duy nhĩ giới là suy tàn, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là suy tàn, tư duy nhĩ giới là biến động, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là biến động, tư duy nhĩ giới là chóng diệt, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chóng diệt, tư duy nhĩ giới là đáng sợ, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là đáng sợ, tư duy nhĩ giới là đáng chán, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là đáng chán, tư duy nhĩ giới có tai ương, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có tai ương, tư duy nhĩ giới có tai họa, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có tai họa, tư duy nhĩ giới có ô dịch, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có ô dịch, tư duy nhĩ giới có phong hủi, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có phong hủi,
Tư duy tánh của nhĩ giới là chẳng an ổn, tư duy tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng an ổn. Tư duy nhĩ giới chẳng đáng tin cậy, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng đáng tin cậy. Tư duy nhĩ giới là vô sanh vô diệt, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh vô diệt. Tư duy nhĩ giới là vô nhiễm vô tịnh, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm vô tịnh. Tư duy nhĩ giới là vô tác vô vi, tư duy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô tác vô vi. Thì này Kiều Thi Ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng chính nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy tỷ giới là vô thường, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô thường, tư duy tỷ giới là khổ, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là khổ, tư duy tỷ giới là vô ngã, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô ngã, tư duy tỷ giới là bất tịnh, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh. Tư duy tỷ giới là không, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, tư duy tỷ giới là vô tướng, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, tư duy tỷ giới là vô nguyện, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, tư duy tỷ giới là tịch tịnh, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh. Tư duy tỷ giới là viễn ly, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là viễn ly. Tư duy tỷ giới như bệnh, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra như bệnh. Tư duy tỷ giới như ung nhọt, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra như ung nhọt. Tư duy tỷ giới như mũi tên, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra như mũi tên. Tư duy tỷ giới như ghẻ lở, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra như ghẻ lở. Tư duy tỷ giới là nóng bức, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là nóng bức. Tư duy tỷ giới là bức bách, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là bức bách. Tư duy tỷ giới là bại hoại, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là bại hoại. Tư duy tỷ giới là suy tàn, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là suy tàn. Tư duy tỷ giới là biến động, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là biến động. Tư duy tỷ giới là chóng diệt, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chóng diệt. Tư duy tỷ giới là đáng sợ, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là đáng sợ. Tư duy tỷ giới là đáng chán, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là đáng chán. Tư duy tỷ giới có tai ương, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có tai ương. Tư duy tỷ giới có tai họa, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có tai họa. Tư duy tỷ giới có ôn dịch, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có ôn dịch. Tư duy tỷ giới có phong hủi, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có phong hủi. Tư duy tánh của tỷ giới là chẳng an ổn, tư duy tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng an ổn. Tư duy tỷ giới chẳng đáng tin cậy, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng đáng tin cậy. Tư duy tỷ giới là vô sanh vô diệt, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh vô diệt. Tư duy tỷ giới là vô nhiễm vô tịnh, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm vô tịnh. Tư duy tỷ giới là vô tác vô vi, tư duy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô tác vô vi.
Thì này Kiều Thi Ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy thiệt giới là vô thường, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô thường, tư duy thiệt giới là khổ, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là khổ, tư duy thiệt giới là vô ngã, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô ngã, tư duy thiệt giới là bất tịnh, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh, tư duy thiệt giới là không, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, tư duy thiệt giới là vô tướng, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, tư duy thiệt giới là vô nguyện, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, tư duy thiệt giới là tịch tịnh, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh, tư duy thiệt giới là viễn ly, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là viễn ly, tư duy thiệt giới như bệnh, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như bệnh, tư duy thiệt giới như ung nhọt, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như ung nhọt, tư duy thiệt giới như mũi tên, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như mũi tên, tư duy thiệt giới như ghẻ lở, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra như ghẻ lở, tư duy thiệt giới là nóng bức, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là nóng bức, tư duy thiệt giới là bức bách, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là bức bách, tư duy thiệt giới là bại hoại, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là bại hoại, tư duy thiệt giới là suy tàn, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là suy tàn, tư duy thiệt giới là biến động, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là biến động, tư duy thiệt giới là chóng diệt, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chóng diệt, tư duy thiệt giới là đáng sợ, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là đáng sợ, tư duy thiệt giới là đáng chán, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là đáng chán, tư duy thiệt giới có tai ương, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có tai ương, tư duy thiệt giới có tai họa, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có tai họa, tư duy thiệt giới có ôn dịch, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có ôn dịch, tư duy thiệt giới có phong hủi, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có phong hủi, tư duy tánh của thiệt giới là chẳng an ổn, tư duy tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng an ổn, tư duy thiệt giới chẳng đáng tin cậy, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng đáng tin cậy, tư duy thiệt giới là vô sanh vô diệt, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô sanh vô diệt, tư duy thiệt giới là vô nhiễm vô tịnh, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm vô tịnh, tư duy thiệt giới là vô tác vô vi, tư duy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô tác vô vi. Thì này Kiều Thi Ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy thân giới là vô thường, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô thường, tư duy thân giới là khổ, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là khổ, tư duy thân giới là vô ngã, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô ngã, tư duy thân giới là bất tịnh, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc,
cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh. Tư duy thân giới là không, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, tư duy thân giới là vô tướng, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô tướng. Tư duy thân giới là vô nguyện, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện. Tư duy thân giới là tịch tịnh, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh. Tư duy thân giới là viễn ly, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là viễn ly. Tư duy thân giới như bệnh, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như bệnh. Tư duy thân giới như ung nhọt, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như ung nhọt. Tư duy thân giới như mũi tên, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như mũi tên. Tư duy thân giới như ghẻ lở, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra như ghẻ lở. Tư duy thân giới là nóng bức, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là nóng bức. Tư duy thân giới là bức bách, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là bức bách. Tư duy thân giới là bại hoại, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là bại hoại. Tư duy thân giới là suy tàn, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là suy tàn. Tư duy thân giới là biến động, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là biến động. Tư duy thân giới là chóng diệt, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chóng diệt. Tư duy thân giới là đáng sợ, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là đáng sợ. Tư duy thân giới là đáng chán, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là đáng chán. Tư duy thân giới có tai ương, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có tai ương. Tư duy thân giới có tai họa, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có tai họa. Tư duy thân giới có ôn dịch, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có ôn dịch. Tư duy thân giới có phong hồi, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có phong hồi. Tư duy tánh của thân giới là chẳng an ổn, tư duy tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng an ổn. Tư duy thân giới chẳng đáng tin cậy, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng đáng tin cậy. Tư duy thân giới là vô sanh vô diệt, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô sanh vô diệt. Tư duy thân giới là vô nhiễm vô tịnh, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm vô tịnh. Tư duy thân giới là vô tác vô vi, tư duy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô tác vô vi. Thì này Kiều Thi Ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy ý giới là vô thường, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô thường, tư duy ý giới là khổ, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là khổ, tư duy ý giới là vô ngã, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô ngã, tư duy ý giới là bất tịnh, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là bất tịnh, tư duy ý giới là không, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, tư duy ý giới là vô tướng, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô tướng, tư duy ý giới là vô nguyện, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện, tư duy ý giới là tịch tịnh, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh, tư duy ý giới là viễn ly, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm xuyên sinh ra là viễn ly, tư duy ý giới như bệnh, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm xuyên sinh ra như bệnh, tư duy ý giới như ung nhọc, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như ung nhọt, tư duy ý giới như mũi tên, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như mũi tên, tư duy ý giới như ghẻ lở, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra như ghẻ lở, tư duy ý giới là nóng bức, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là nóng bức, tư duy ý giới là bức bách, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là bức bách, tư duy ý giới là bại hoại, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là bại hoại, tư duy ý giới là suy tàn, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là suy tàn, tư duy ý giới là biến động, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là biến động. Tư duy ý giới là chóng diệt, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chóng diệt. Tư duy ý giới là đáng sợ, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là đáng sợ. Tư duy ý giới là đáng chán, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là đáng chán. Tư duy ý giới có tai ương, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có tai ương. Tư duy ý giới có tai họa, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có tai họa. Tư duy ý giới có ôn dịch, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có ôn dịch, tư duy ý giới có phong hủy, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có phong hủy, tư duy tánh của ý giới là chẳng an ổn, tư duy tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chẳng an ổn, tư duy ý giới chẳng đáng tin cậy, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng đáng tin cậy, tư duy ý giới là vô sanh vô diệt, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô sanh vô diệt, tư duy ý giới là vô nhiễm vô tịnh, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô nhiễm vô tịnh, tư duy ý giới là vô tác vô vi, tư duy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô tác vô vi, thì này kiều thi ca, đó là bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát. Hết quyển thứ 77.